Mẹ Ngọc Sơn qua đời, nam ca sĩ đau đớn không thể về vì đang cách ly. Bà Kim Loan mất vì tuổi già sức yếu, không liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, ca sĩ Ngọc Sơn hiện đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc Covid-19 và không thể về để chịu tan mẹ. Đại diện ca sĩ Ngọc Sơn xác nhận với Dân Trí, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn bà Kim Loan vừa qua đời chiều hôm qua tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Kim Loan mất vì tuổi già sức yếu, không liên quan đến Covid-19. Ngọc Sơn hiện đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc Covid-19 và không thể về để chịu tàn mẹ. Em trai Ngọc Hải thay anh lo tang lễ cho mẹ. Trước đó vào giữa năm 2020, Ngọc Sơn thông báo đã đón được mẹ từ Mỹ về Việt Nam. Mẹ Ngọc Sơn sang Mỹ thăm con gái và chữa trị khối u ở cổ. Vì khi đi sức khỏe bà tương đối ổn định, hầu như không có triệu chứng bệnh nghiêm trọng nên anh em ca sĩ Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều, đồng ý chiều theo ước nguyện của mẹ. Tuy nhiên trong quá trình điều trị tại Mỹ, mẹ Ngọc Sơn bị phản ứng bởi hai mũi thuốc đặc trị do không hợp thể trạng. Từ đó sức khỏe bà suy yếu, không ăn uống được. Vì quá lo lắng ba anh em Ngọc Sơn đã tìm mọi cách thu xếp đưa bà về nước. Bà được cách ly và các bác sĩ tận tình chữa trị suốt 14 ngày tại Trung đoàn 58 Quốc Oai, Hà Nội. Tiếp đó bà trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị và theo dõi. Bà Kim Loan sau đó đã gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng, các chiến sĩ nơi bà đã cách ly 14 ngày sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam. Đồng thời bà dành sự cảm kết tri ân trân trọng nhất đến cả bác sĩ trong và ngoài nước, từ Bắc cho đến Nam với tấm lòng lương y như từ mẫu. Bà Loan tâm sự, Ngọc Sơn không chỉ là người con có hiểu mà còn sống rất hiền hòa, hết lòng vì gia đình. Chính anh là người đã giúp đỡ hỗ trợ các anh chị em ruột từ việc đi học cho đến việc gây dựng sự nghiệp mua nhà có những thời điểm anh gánh vác cả gia đình trên vai ngọc sơn từ nhỏ đến lớn đều hiền lắm không lớn tiếng với ai bao giờ ngọc sơn thay mặt cha mẹ để lo cho chị em đến nơi đến chốn trước kia thời điểm mới vào nghề ngọc sơn phải đi làm cực khổ tôi thấy thương con nhiều lắm mỗi lần đọc được một bài báo chê bai ngọc sơn là tôi buồn đến suốt đêm không ngủ được phát bệnh luôn ngọc sơn là đứa con hiếu thảo luôn cư xử phải đạo kiếm được bao nhiêu tiền cũng mang về đưa hết cho ba mẹ bà kim loan từng tâm sự con Ngọc Sơn chia sẻ, bản thân anh không cần tiền của vật chất, chỉ cần mẹ anh sống vui, sống khỏe là anh hạnh phúc. Sau 3 tháng Phi Nhung qua đời, em trai liên tục dằn vặt không ngồi nhớ về người quá cố. Đến nay đã 3 tháng kể từ sau mất mát to lớn, nhưng em trai Phi Nhung vẫn chìm trong cảm xúc nhớ Nhung, dây dứt khôn nguôi đối với người chị gái đã ra đi mãi mãi. 3 tháng sau khi Phi Nhung qua đời, con gái cố ca sĩ là Wendy Phạm đã dần vực dậy tinh thần sau biến cố, mạnh mẽ bước tiếp con đường phía trước. Trong khi đó, người đàn ông quan trọng nhất với cố ca sĩ chính là em trai Phi Nhung, đến nay vẫn chưa thể chấp nhận nỗi đau này. Trên trang cá nhân em trai Phi Nhung là Tommy liên tục đăng tải những dòng cảm xúc nhớ nhung người chị quá cố. Mới đây nhất, anh Tommy còn hé lộ sự dày dứt, nhớ nhung không nguôi chị Phi Nhung và ước mong nhận được một cuộc gọi của chị gái. Chị ơi, nhanh quá phải không chị? 3 tháng đã trôi qua, kể từ khi không còn nghe được giọng nói của chị nữa chị ơi em đã làm được những gì chị mong muốn ở em những gì chị muốn em có được và có thay cả phần của chị nữa em chỉ chờ ngày chị em mình gặp lại để em được dành niềm hạnh phúc bất ngờ cho chị nhưng giờ em không phải chờ nữa chị đã nhìn thấy hết rồi đúng không chị chị chắc sẽ vui lắm nhưng em lại buồn và nhớ chị không tả được giá như bây giờ em bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của chị nhỉ giá như nghe thấy tiếng chị bảo đi đón chị ở sân bay sang nước này nước kia gặp chị Em trai Phi Nhung ngẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân. Nỗi nhớ nhung chị gái Phi Nhung già giết khôn nguôi kể từ sau 3 tháng nữ ca sĩ qua đời, cho thấy đến nay anh Tommy vẫn chưa thể vực dậy được tinh thần, thậm chí chưa thể chấp nhận được sự thật, chị gái đã ra đi mãi mãi. Nhiều người thân, bạn bè vì thế không khỏi lo lắng cho em trai Phi Nhung và liên tục động viên anh vực dậy cuộc sống, mạnh mẽ sống tiếp sau mất mát to lớn này. Phi nhung và em trai ru sở hữu nhiều nét giống nhau từ chiếc mũi cao đến nụ cười phúc hậu, có hoàn cảnh xuất thân không như bao người. Phi nhung và em trai lấy đó làm động lực để càng yêu thương nhau, phấn đấu trong cuộc sống. Long nhật vỡ mộng khi sang Mỹ bị nghi mắc lao phổi phải vội về Việt Nam chữa trị. Mới đây trên kênh YouTube của ca sĩ Long nhật đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tâm sự về chuyện bị bệnh khi sang Mỹ cách đây nhiều năm. Theo Long nhật. Trong cuộc đời đi hát của anh từng có một biến cố rất lớn lúc anh sang Mỹ hát năm 2008. Tôi sang đó và bị thất vọng. Thứ nhất là sự chênh lệch múi giờ. Thứ hai là mùa xuân ở California tại Mỹ lạnh quá. Trong khi tôi thì ăn mặc phong phanh nên bị viêm phổi và có nguy cơ biến chứng lao phổi. Lúc tôi sang đó, Hoài Linh đã can và bảo sang Mỹ mùa xuân chưa có show bởi vì dịp Tết, hầu như Việt Kiều đều về Việt Nam. Nhưng tôi khi ấy vừa lấy được visa nên nồng nào muốn đi. Tiếp đó Long Nhật đến nhà em gái ở San Jose thì đổ bệnh, sốt rất cao và phải nhập viện. Thời điểm ấy bác sĩ bảo có thể tôi bị lao phổi vì tôi lao lật, buồn chán, không ngủ được do lệch múi giờ thay đổi. Thời tiết khắc nghiệt, mà show thì không có nhiều như ở Việt Nam. Tôi ân hận và cảm thấy stress vì quyết định của mình là sai lầm. Tôi có gọi điện về Huế và hỏi mấy người em rể làm bác sĩ rằng lỡ bị lao thì ở Việt Nam có chữa được không? Thì chúng bảo bệnh ấy giờ chữa dễ. Nghe vậy, tôi chống lệnh bệnh viện sở tại và di chuyển đến quận Cam để mua vé về Sài Gòn, nam ca sĩ nói. Vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới cả năm liền mà ở Mỹ lại quá buồn vì chỉ có một em gái là con ruột của chú tôi. Trong lúc đi từ San Jose về quận Cam, người y tá của bác sĩ phụ trách tôi tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi. Nhưng tôi nói nhầm mấy rồi và cứ thế về Nam Cali để bay về Việt Nam. Về Việt Nam, Long Nhật đi khám tất cả các bệnh viện tại Sài Gòn nhưng không tìm ra bệnh họ không thấy vì khuẩn lao cũng không tìm ra căn bệnh nào hết. Do đó mọi người cho rằng nam ca sĩ bị stress buồn chán quá khi ở bên Mỹ nên xuất hiện những triệu chứng như trên. Tôi không ho nhưng cứ đến chiều là sốt rất cao, sút cân trầm trọng. Tôi lại trở ra ngoài Huế. Các em tôi làm bác sĩ cũng đưa tôi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia nhưng không tìm ra bệnh. Vào mỗi bữa tối, tôi đang trong lúc ăn uống không được, đắng hết miệng, mồ hôi toát ra như tắm, buồn chán vô cùng. Thì cô y tá bên Mỹ gọi điện cho tôi nói, em tiếc quá, rõ ràng hôm đó em gọi cho anh, nghe giọng anh rồi, mà anh cứ nói nhầm mấy, nên em không biết cách nào giữ anh lại. Em thông báo cho anh biết, anh không bị nhiễm khuẩn lao, mà nhiễm một loại khuẩn rất lạ, chỉ có ở Mỹ mới chữa được, nhưng anh đã mất cơ hội đó rồi. Em tin chắc không nước nào chữa được cho anh bệnh đó, Long Nhật kể lại. Tuy nhiên khi ấy Long Nhật không thể quay lại Mỹ nữa vì khi sở lưu trú cấm nam ca sĩ không được rời khỏi Mỹ thì anh đã chống lệnh vì thế chính quyền Mỹ cấm anh quay lại Mỹ luôn. Do đó cơ hội đến Mỹ của Long Nhật không còn. Nữ y tá còn dặn tôi đừng quay lại Mỹ vì chỉ cần qua đó tôi sẽ bị bắt vì phạm pháp. Tôi nằm ở Huế mà buồn lắm. Sau đó tôi lại nhận điện thoại từ Mỹ của bầu show đã lo giấy tờ cho mình. Anh nói, trời ơi em đi về Việt Nam sao không báo anh, show bây giờ mới bắt đầu nhiều tự nhiên về nước làm gì, bị bệnh thì chữa bệnh này. Sắp tới chuẩn bị có đoàn nghệ sĩ bay sang Mỹ, em hãy quay trở lại Sài Gòn. Đến tòa lãnh sự làm thủ tục vì visa của em có hạn một năm. Lúc ấy trong đầu tôi lại lóe lên suy nghĩ muốn trở lại Mỹ, nhưng gia đình tôi không đồng ý. Mặc dù vậy, Long Nhật vẫn quyết tâm trở lại Mỹ và nhờ may mắn nên nam ca sĩ đã có lại được giấy tờ để đến Mỹ. Tuy nhiên vì sức khỏe quá yếu nên khi vừa đến Mỹ, anh bị ngất xỉu phải nhập viện sau đó một người cảnh sát sân bay nói tiếng việt rất sỏi là fan của tôi đã giúp tôi trở lại bệnh viện san jose trên một con đường đặc biệt sau đó tôi mê man mất mấy ngày khi tỉnh lại đỡ trong bệnh viện san jose tôi ở đó một tháng rồi được chữa bệnh ngoại trú ở nhà em gái cùng với một y tá đặc biệt tôi được chính người bác sĩ đợt trước phụ trách tiếp tôi chữa bệnh một năm bên ấy thì được về nước nam ca sĩ kể lại